Tại Thách thức danh hài mùa năm, Lương Trung Kiên là một trong những thí sinh đã để lại ấn tượng mạnh nhờ màn giả gái siêu xuất sắc và thể hiện được nét duyên dáng không ngờ. Im hơi lặng tiếng một thời gian thì mới đây, Lương Trung Kiên đã công khai chuyển giới thành công và khiến cho nhiều người bất ngờ vì vẻ ngoài quá xinh đẹp. Trước đó, Thánh Lô Tô được đánh giá là một trong những thí sinh giả gái chuẩn chỉnh nhất. Anh chàng cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh mái tóc dài duyên dáng, tô son điểm phấn vô cùng xinh đẹp. Lương Trung Kiên cũng được nhận xét là duyên dáng qua phần thi ở Thách thức danh hài với lối diễn tự nhiên, toát lên được vẻ mỹ miều của người con gái. Anh chàng khiến cho cả trường quay cười rụng rốn. Trên trang cá nhân, Thánh Lô Tô có những chia sẻ đầy nước mắt về quyết định chuyển giới và đi tìm hình hài thật sự của mình sau nhiều năm ấp ủ và gồng mình trong thân phận của một người con trai. Con biết chắc rằng đời này con nợ bố và mẹ rất nhiều thứ, con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Khi con ra đời, con đã biết mình không được may mắn như những người khác. Đáng lý ra con đã là một người con trai thật sự, rồi con sẽ có vợ, sẽ sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống thật đơn giản như những người đàn ông khác. Hoặc con sẽ là một người con gái thật sự, rồi con sẽ được cưng chiều. Nhưng không mẹ à, tạo hóa trớ trêu khiến con phải mang một hình hài không phải là chính con. Hơn 2 tuần trôi qua, hình ảnh chuyển giới thành công của Lương Trung Kiên đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, lời khen của người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra không phục đến Thánh Lô Tô vì đã dám đối diện với con người thật của mình, đi tìm hình hài đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Không phải ai sinh ra cũng muốn phải gồng mình sống dưới hình hài của một kẻ khác và cũng chẳng ai muốn mình bị xem là giới tính lệch lạc. Nhưng để có được quyết định chuyển giới này, hẳn là Lương Trung Kiên cũng đã phải dằn vặt, có lỗi và suy nghĩ nhiều lắm. Chúc cho Trung Kiên sẽ tìm được hạnh phúc với con người thật của mình nhé!